Hi, chào các bạn, chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh YouTube của nhóm nghiên cứu tinh thể Hồ Chí Minh HRT. Mình là Sơn Tùng và hôm nay nhân dịp cuối năm tháng 12 rồi thì mình sẽ làm một cái chủ đề nó liên quan đến Giáng sinh một chút nha các bạn. Thì ở đây mình có một lọ hóa chất. Đây là natri acetate ha các bạn có thể thấy ha. Đây là một lọ natri acetate có cấu trúc hóa học là CH3COONa. Thì mình sẽ làm gì với muối này? Thì hôm nay mình sẽ nuôi tinh thể, còn gọi là hiện tượng kết tinh ha, kết tinh bằng nóng từ tinh thể natri acetate. Và nguyên liệu thì chúng ta chỉ cần natri acetate thôi, và dụng cụ thì chúng ta sẽ cần có là một cái cốc thủy tinh hoặc là sạch, cái đũa thủy tinh ha, hoặc là đũa gì cũng được, và cuối cùng là nước để làm gì, nước để hòa tan muối ha. Rồi ok, thì bây giờ chúng ta sẽ bắt đầu. Đầu tiên thì mình sẽ cho vào đây khoảng 150ml nước ha các bạn. Các bạn có thể sử dụng nước cất nếu được, còn nếu không thì có thể sử dụng nước máy như bình thường thôi. Nước chảy róc rách. Ok, khoảng 150ml ha. Rồi, bây giờ tiếp đến chúng ta sẽ cho vào đây là bột natri acetate. Thì ở đây mình sẽ không có liều lượng cụ thể, nhưng mà chúng ta sẽ cố gắng là pha dung dịch quá bão hòa nha các bạn. Tức là mình nghĩ là khoảng hơn 150g là được. Múc miệt mài luôn. Thì bột natri acetate thì khi mà các bạn ngửi sẽ có mùi hơi chua của giấm, bởi vì gốc axit của nó là từ gốc của axit acetic nên là nó sẽ có mùi giấm khá nhiều ha. Ok, cũng khá là nhiều, mình sẽ cần múc thêm nữa. Ok, như vậy là đủ. Rồi bây giờ thì chúng ta sẽ hòa tan ha các bạn. Ở đây thì mình sẽ khuấy cho vui một chút thôi, nhưng mà lát nữa mình sẽ đem đi đun nóng lên ha, đun nóng để mình hòa tan lượng chất tan nhiều nhất có thể. Ok rồi, bây giờ đem đi hòa tan thôi. Rồi ok, thì sau một hồi đun nóng thì mình đã có được một dung dịch natri acetate đây ha các bạn. Bây giờ mình sẽ cho cái muỗng có bột natri acetate vào các bạn xem nha. Mình sẽ zoom lại. Ok, như các bạn đã thấy thì dung dịch của chúng ta đã trở nên bị đục lại ha. Thì do là có những cái tinh thể natri acetate kết tinh. Các bạn thấy là nó kết tinh khắp cả dung dịch luôn. Bây giờ mình sẽ thử nha. Thử múc lên xem. Thì dung dịch trở nên rất là rắn ha. Các bạn thấy ở đây nè, có những cái tinh thể natri acetate hình kim nè các bạn. Rất là nhiều. Ok, bây giờ mình sẽ thử làm với lại ống nghiệm coi sao nha.
Vâng, và đó là hai thí nghiệm mà mình đã vừa thực hiện, thì đây là sản phẩm các bạn thấy đó. Chúng ta có tinh thể Natriacetate kín cả cái cốc và như đây. Thì khi mà mình sờ vào trong cái phần kết tinh này, mình sẽ thấy nó tỏa nhiệt rất là ấm các bạn. Đây, ở chỗ này cũng vậy, tỏa nhiệt và rất là ấm. Thì tại sao nó lại ấm như vậy, đó là mình giải thích như là khi mà xảy ra hiện tượng kết tinh á, có sự kết tinh á, thì quá trình kết tinh nó sẽ tỏa ra một cái năng lượng, thì cái năng lượng nó sẽ thoát ra dưới dạng là nhiệt. Thì như vậy thì chúng ta sẽ thấy là cái ống nghiệm hoặc là cái cốc chúng ta rất là ấm. Thì tại sao nó lại kết tinh đồng loạt như vậy, thì đó là cái dung dịch của chúng ta vừa pha, đó là dung dịch quá bão hòa. Mà dung dịch quá bão hòa thì nó rất là kém bền, khi mà mình thả một cái mầm nhỏ vào thì một cái mầm nhỏ đó nó sẽ kích thích cho cái sự kết tinh này nó diễn ra theo cái di truyền. Vì cái tinh mà theo di truyền như vậy á, thì thay theo cấp số nhân các bạn, cấp số nhân như vậy thì nó sẽ tỏa ra một cái lượng nhiệt rất là lớn, có thể làm ấm, tỏa nhiệt ha. Rất là ấm thì mình đoán nhiệt chúng ta cỡ là 50-60 độ á. Ok, thì cái thí nghiệm này người ta còn gọi là hot eye hay là băng nóng đó các bạn. Thì đó là mang chút không khí Giáng sinh đến cho các bạn ha. Và rồi, cảm ơn các bạn đã xem video đến đây, và nếu các bạn thích thì hãy nhấn like và subscribe. Ok, tạm biệt và hẹn gặp lại. Thank you.